Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Các ông hãy nghe một chủ ngôn khác. Có gia chủ kia trồng được một vườn nho. Chung quanh vườn ông rào dậu. Trong vườn ông khoét bồn đạp nho và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh tác rồi chạy đi xa. Gần đến mùa hái nho, ông sai đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi. Bọn tá điền bắt các đầy tớ ông, chúng đánh người này giết người kia, ném đá người nọ. Ông lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trước, nhưng bọn tá điền cũng xử với họ y như vậy. Sau cùng, ông sai chính con trai mình đến gặp chúng vì nghĩ rằng chúng sẽ nể con ta. Nhưng bọn tá điền thấy người con thì bảo nhau: đứa thừa tự đây rồi, nào ta giết quách nó đi và đoạt lấy gia tài nó. Thế là chúng bắt lấy cậu, quăng ra bên ngoài vườn nho và giết đi. Vậy xin hỏi, khi ông chủ vườn nho đến, ông sẽ làm gì bọn tá điền kia? Họ đáp: ác giả ác báo, ông sẽ tru diệt bọn chúng và cho các tá điền khác canh tác vườn nho, để cứ đúng mùa họ nộp hoa lợi cho ông. Đức Giêsu bảo họ: các ông chưa bao giờ đọc câu này trong Kinh Thánh sao? Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta. Bởi đó, tôi nói cho các ông hay, nước Thiên Chúa sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho nước ấy sinh hoa lợi. Nghe những dụ ngôn người kể, các thượng tế và người Pha-ri-siêu hiểu là người nói về họ. Họ tìm cách bắt người, nhưng lại sợ dân chúng, vì dân chúng cho người là một ngôn sứ. Suy niệm. Đoạn tin mừng trên thuật lại hình ảnh dụ ngôn những tá điền sát nhân. Chính lòng ghen tị, thù hận đã đẩy đưa những tá điền nhuốm máu giết hại các đầy tớ và người con của chủ vườn nho. Hình ảnh chủ vườn nho được liên tưởng đến, đó là Thiên Chúa. Vườn nho là giáo hội. Các tá điền là những người biệt phái, tư tế và kỳ lão, đã dùng mọi thủ đoạn để giết hại người con của chủ vườn nho là Đức Giêsu. Tuy nhiên, sự ác không thể chiến thắng được sự thiện. Lòng ghen tị và thù hận không chiến thắng được tình yêu. Đức Giêsu đã dùng tình yêu kỳ diệu và cái chết của mình để mở ra một trang sử mới, mang đến cho nhân loại sự sống mới. Người Kitô hữu chúng ta được tháp nhập trong tình yêu của Đức Kitô. Chúng ta sống giá trị tình yêu này trong gia đình và trong cộng đoàn nơi chúng ta đang sống. Chúng ta luôn tin rằng chỉ có tình yêu mới xóa bỏ được bất công, chia rẽ và thù hận. Nếu chúng ta muốn xây dựng một gia đình, một đời sống hạnh phúc, thì chỉ có con đường tình yêu của Đức Kitô mới là chìa khóa giúp chúng ta chiến thắng mọi sự. Lạy Chúa, Thiên Chúa của tình yêu, xin luôn ban cho chúng con lòng can đảm và sự quảng đại, để chúng con